Câu 7, đề 7, thực chiến nền lý. Pha ban đầu của một vật động điều hòa phụ thuộc vào ý A biên độ dao động, ý B cách trong góc thời gian và cách kích thích. Ý C cách trong góc thời gian và D tần số góc của dao động. Thì với câu này ta có này. Pha ban đầu của một vật động điều hòa nó chỉ phụ thuộc vào cách trong góc thời gian vì thế ta chọn ý C. Chúc em học tốt.